we sail a little bit high. Hôm nay là Chủ nhật, các cô chú quý chị bạn đến đây rất là đông, cho nên chị em Phụng cũng mong rằng là một tuần chị em Phụng diễn đúng một ngày Chủ nhật này là đông, và bà con cô bác đã ủng hộ rất là nhiệt tình, và bà con cô bác ở phương xa tới, cho nên bà con cô bác ơi, diễn viên rất là nhiều, và mỗi lần mà Cát Thy mà viết như vậy là lương của Cát Thy cũng phải là 1,5 triệu hoặc 2 triệu lần, cho nên chị em Phụng phải cần có doanh thu ạ. Dạ không, bình thường cũng trả. Ủa? Em trả ta chỉ có 200 vậy? Thì kia chị em mà đi nhậu chị quên hả? Trời, bữa em chị đi chơi gái cò bông chị quên hả? Trời, bữa mà không, thì anh em đã còn hóc luôn nha. Cái vụ chơi gái tao cũng chơi ké rồi. Vâng, bây giờ để chị em Phụng kêu số xong bắt đầu tiếp tiếp cho quý khán giả xem nha. Còn bây giờ xin mời vị nào có lá vé trên tay tập trung vào mắt nhìn sáng bắt đầu giờ số. Vui lòng ủng hộ tụi em cũng được các bé. 90.000 đồng một vé quý vị nha. Vô trẻ làm đâu rồi đó, đi đi, còn không trẻ không cho hát, đi đi, vô đi. Cái đó mình kiếm ra đầu mình đăng lên đó. Xuân kỳ đa mấy, kỳ đa con xế, kỳ đa mấy, kỳ đa con xế, kỳ đa. Bà bóc cô bác anh chụp có giết được là chụp em. Một ké 10.000 một ké, ai chụp có ké. Một xuân kỳ đây, ai chụp thịt, thịt cô chụp cho em. Đọc vé đây, em đã có 10.000 đời anh. Đừng có dưng cho em, từ kia hoa trên đây em bắt ra rất đẹp đó. Anh mua dùng cho em chân thành lên cảm ơn. Số gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây. Số gì ra mấy, gì ra con số gì ra. Hát bò, con gái của anh mò. Phố ông sinh tội ta bò tính nhau. Bò rằng bò nói là biết đâu. Phố ông sinh tội ao tôi cá mẹ. Bò rằng bò lại là học lấy mẹ. Phú ông xin đổi một bè mà đổ liếp. Bò rằng bò chẳng lấy liêu. Phú ông xin đổi con chim mà đổi mồi. Bò rằng bò cũng không lấy mồi. Phú ông xin đổi một ông xin đổi. Phú ông xin đổi. Phú ông xin đổi. Đổi. Đổi nhắc thôi cái bò người. Là một 20. Con 20. Là một 20 giống gì đây con cách gì đây mày cái gì sao. Mày giống mấy đứa Iraq còn chết luôn. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Thôi thôi, là mất hình ảnh của ông già Noel lắm. Rồi vô số quý vị ơi. Con số gì ra mấy thì ra, con số gì ra mấy thì ra, con số gì ra. Dâu nhớ đây, mình đây đây đây, cái dâu ăn đây, mình cũng đây đây đây. 37, số gì ra mấy thì ra. 37, nghe đây đây vào một kính nó một á, từ chúng ta một nè. Số gì này số gì ra, số gì này con số gì này các em còn nhỏ ta nhớ số con 11. Vừa điểm kêu qua là có người đọc giải. Đề nghị cô chú chị mình được số gọi là vé. Chúng em kiểm tra là những con cờ bên trên. Và xin mời các anh chị mình cùng đến với dòng lại tiếp theo. Giá tiền ưu dự kiện vẫn là 10.000 đồng một lá vé. Rồi xin mời chị gái bước lên sân khấu giúp em nha. Rồi 31 vừa điểm kêu qua. 31 có 1, 20, 20 có 2, số 10, số 10 có 3, giảm số cuối cùng là con số 4, số 4 có 4. Thưa quý vị, 31, 20, số 10 và con số 4 hoàn toàn hợp lệ rồi, chị gái đã nhận theo con gấu bông. Và rồi tặng kèm cho chị đó là một chai nước hoa Miss Saigon này tặng chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và các thưa cô chú chị mình cùng đến với dòng lại tiếp theo. Giá tiền ưu dự kiện không thì thay đổi nữa là 10.000 đồng một vé. Cô chú chị nào mình chưa có vé trên tay, điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị, chỉ cần ngồi tại chỗ giơ gót tay ngọc quý vị lên nha quý vị nha. Người ta nói không đi hội chợ thì thôi, có đi hội chợ nhớ lôi quà về. Và đã đến đây rồi thì với 10.000 đồng một lá vé, có thương thì thương cho trót, có gọt thì gọt cho trơn, có bào thì bào cho nám, đừng để sọc dưa tội nghiệp em chị. Vâng, những tấm vé trên tay của tất cả quý khán giả sẽ làm cho chị em cùng có một tinh thần diễn được tốt hơn, và chương trình sẽ vui hơn khi quý khán giả vui. Quý khán giả nở nụ cười, chị em phụng mới vui được à, phải không em? Và với mỗi lá vé là 10.000 đồng, chúng ta nhận về cho mình một con gấu bông lớn và kèm theo đó là một chai nước hoa hiệu Miss Saigon, tên của chủ đề ngày hôm nay. Và ở tuần sau chúng em vẫn lên đèn những chương trình của Loto Show tại quán cà phê Casas, và đặc biệt là chủ nhật tuần sau sẽ có một phần thưởng đặc biệt, đó chính là một chiếc điện thoại Vivo dành tặng cho tất cả quý vị tham gia và tham dự vào dòng lệnh đặc biệt cho chủ nhật tuần sau quý vị. Tuần chủ nhật này thì chúng ta vẫn đem đến dòng lệnh đặc biệt. Hồi nãy cho quý khán giả mua qua 2 lá vé, trước đây chúng em sẽ sổ ra đó là 5 phân vàng nghi và quy ra tiền đó là 1.700.000 đồng. Thưa quý vị, và với mỗi lá vé trên tay, quý vị đã cho mình một cơ hội để nhận về những phần thưởng trên sân khấu. Và nếu ai chưa may mắn ở những dòng loại trước thì dòng loại này chúng ta chỉ với 10.000 đồng đã tiếp tục thử vận may với lần quay số 60 con cờ. Và 60 con cờ quay số lô tô sổ số bên ngoài, không có bất kỳ một ai sắp xếp được những con số, tất cả đều ngẫu nhiên thưa quý vị. Vâng, và đây là trò chơi công bằng và trò chơi dân gian. Chúng ta lưu trì nó và đem đến cho các khán giả những niềm vui nho nhỏ, và mong rằng ta sẽ đem đến cho các khán giả một giây phút thực sự thoải mái ạ. Và bây giờ và trước khi chúng ta gặp gỡ trở lại người đẹp Cát Thy thì dòng đời này xin mời quý vị chúng ta bắt đầu dò số. Và kính chúc quý vị dòng đời này sẽ gặp được nhiều may mắn quý vị nha. Đây là những dòng đời đã đem đến cho các khán giả có nhiều hoa và bông lông bông thật là to. Trên đời quý khán giả ơi, ai cho ai chưa thằng giấy đó tay lên nào. Chị em một giấy từng nơi à, đây lên đây nè trẻ là nhỏ ơi rồi. Các bạn, bây giờ bà con có tóc tươi, tóc tươi. Kéo vào sạch, một tươi. Ai, ai, trẻ vừa, ai trẻ. Tài nè. Rồi, buôn bán cái lời mời thắng sau có lời cảm ơn. Lời nói không có gì vui là lời nói cho lời gì ra. Cô chỉ ra mày chỉ ra cô chỉ ra mày chỉ đây mày chỉ ra. Thôi đâu chi đâu cho sao 15 năm chỉ trong quá khứ bao tin đâu đôi hai còn đâu mà tôi đời nhau. Điều ơi điều năm xưa. Baby có kênh và số tiết kiệm bất ngờ xuất hiện ngay chị đây tay đồ nóc xuống thì đâu thì đây thì ra xuống thì đây xuống thì đây xuống thì đây xuống thì đây đứng đầu luôn tố con số 1 vô con số 1 là thắng chờ mình trên đâu mình từng bàn chị ơi trên các cô chú các chị bà khoan dùi xe ché để tránh tình trạng kinh sụ mình còn có lá ché vào lại ạ. Dạ thưa quý vị, đứng đầu lô tô số 1 vô giờ điểm kia qua đã có một chị gái đoạt giải. Đề nghị cô chú chị mình gọi số vợ lá ché để tránh xảy ra tình trạng kinh phong, kinh dịch, kinh sộn, phong độ gánh, chúng ta cũng có nhắm mắt kiểu lại. Còn bây giờ xin mời vị chúng ta cùng đến với dòng lại tiếp theo với mọi lá vé vẫn là 10.000 đồng một lá vé. Những nhân viên đang rảo mời bên dưới đây cô Lan, bán vé đến cô. Rồi chị lên đây chị ba chị bèo. Mày gặp cái cảnh đó mày phải mô phật rồi đây. Đó, mày nắm tay tôi đi nha. Rồi, bắt đầu giờ số 49 như điểm kia qua. 49 có 1, số 1 có 2, 15 và 22. Đó, đầy đủ. 1 15 22 và 49 hoàn toàn hợp lệ. Cô chú chị nào không tin tưởng bước lên trên thay mặt chúng em kiểm tra là những quân cờ. Nếu không chúng em xin phép được trao tặng phần quà ở bên ngoài. Đó là một chai nước hoa hiệu Miss Saigon và tặng cho chị thêm kèm đó là một con cá bông lớn. Chị lấy một cô đi, cô này là con heo nha, con heo. Nó nghe nè, rồi thôi. Bây giờ nãy giờ mới có chị bánh mèo kênh chị, giờ em tặng quà thêm cho chị đi mấy người. 4 người không tặng cho chị 8 vé cho mỗi người 2 vé ngồi giờ dòng loại sau sẽ may mắn hơn nữa nha. Rồi thuê chị 8 vé, chúc mừng chị đó. 10.000 đồng đủ một con cá bông, một chai nước hoa, 8 lá vé. Nhã ơi, chị đó ngồi dưới kia xin lại cho em 80. Muốn gần hơn kìa. Rồi Phương qua bán cái nhỏ luôn kìa Phương chị nha. Cho tay cho con. Sao nè con nè. 4 người chứ toàn là 8 vé con. Trời. 4 người mua chị 8 vé gì bà đợi. Rồi, chú toàn bán cho cháu 2 vé. Rồi, chú toàn mới giật cháu quậy. How far can we get if we sail?